chính lõi plutonium ở đâu trên dãy Himalaya? Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Bí ẩn thế giới. Bản tin số đặc biệt được phát sóng vào lúc 7:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh Tin 360 News. Xin mời quý khán thính giả cùng chúng tôi trải nghiệm, khám phá, giải mã những câu chuyện, những sự kiện bí ẩn từ khắp nơi trên thế giới mà có thể quý vị vẫn chưa có lời giải đáp. Sau đây, xin mời quý vị cùng quan sang khám phá câu chuyện bí ẩn thế kỷ, CIA đánh mất chính lõi plutonium trên dãy Himalaya. Trong tất cả những thứ bạn không muốn mất, lõi plutonium phóng xạ nằm trong gần đầu danh sách. Nhưng đây chính xác là những gì Hoa Kỳ đã để xảy ra trong những năm 1960. Bởi thế mà không có gì ngạc nhiên khi câu chuyện liên quan đến một nhiệm vụ bí mật của CIA đã thất bại, dẫn đến việc một số lõi plutonium bị bỏ lại trên dãy núi Himalaya. Ngày nay các lõi vẫn đang mất tích và bị nhiều người cho là nguyên nhân gây ra lũ lụt chết người gần đây ở dãy Himalaya của Ấn Độ. Tác hại từ một ý tưởng thông minh đột xuất. Câu chuyện của chúng ta sẽ phải bắt đầu từ một sự kiện ở Trung Quốc hơn nửa thế kỷ trước. Vào năm 1964, Trung Quốc cho nổ thành công quả bom nguyên tử đầu tiên trong lòng hồ khô tại bãi thử nghiệm Lập Đùa ở Đông Nam Tân Cương. Tên gọi của sự kiện là Chiến dịch 596, là kích hoạt một thiết bị hạt nhân 22 kiloton, mạnh hơn nhiều so với quả bom ném xuống Hiroshima. Với vụ thử hạt nhân này, Trung Quốc đã trở thành quốc gia vũ trang hạt nhân thứ 5 của thế giới. Thành công này được Trung ương Trung Quốc khi đó vỗ ngực tự hào, nhưng nó đã để lại hậu quả tai ương khủng khiếp mà phần sau chương trình chúng ta sẽ tìm hiểu về nó. Lại nói về nước Mỹ, sự kiện này đúng là tê tái hơn dòi cả nước đá vào chính quyền Hoa Kỳ. Với tình báo Mỹ, hành động của Trung Quốc là một thách thức không thể nào nuốt nổi. Mỹ điều tra và họ đã bị sốc hơn khi biết rằng vụ nổ được sử dụng nhiên liệu uranium mà không phải là plutonium, tức là nguy cơ Trung Quốc gây ra khi theo đuổi chương trình hạt nhân với nhân loại sẽ là rất cao. Vì thế mà CIA rất cần thông tin về vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc đã khôn ngoan, hay nói cách khác là họ đã cáo già khi chọn Lập Nùa là nơi thử nghiệm. Nơi này rất biệt lập, vị trí gần nhất mà CIA có thể thu nhận được là dãy núi Himalaya của Ấn Độ. Vì vậy CIA đã phải cho người đi sứ một chuyến. Họ đã tiếp cận một số quan chức Ấn Độ với đề xuất một hoạt động tình báo chung. Vừa hay ở chỗ, chỉ 2 năm trước đó Ấn Độ chiến đấu với Trung Quốc nên họ đã đồng ý hợp tác. Nhưng giờ thì Mỹ phải tìm cách nào để thu thập thông tin tình báo đây? Đang lúc nhăn nhó thì lại ló cái khôn. Một cuộc gặp tình cờ giữa tướng Curtis LeMay và vận động viên leo núi Barry Bishop tại một bữa tiệc cốc tài ở Washington DC đã dẫn đến một trong những ý tưởng kỳ lạ và cũng đáng buồn nhất trong lịch sử CIA. Ông tướng LeMay đã có một ý tưởng đầy táo bạo là dùng các nhà leo núi giỏi nhất của Mỹ để đặt một thiết bị quan sát chạy bằng năng lượng hạt nhân trên đỉnh dãy núi vĩ đại nhất thế giới này. Bắt tay làm kế hoạch tâm huyết này, đầu năm 1965, CIA bắt đầu tập hợp một đội leo núi đạt mật danh là Chiến dịch Chiếc Mũ, Operation Head, và chọn Nanda Devi cao 7.816m, đỉnh núi cao nhất nằm hoàn toàn trong biên giới của Ấn Độ để đặt thiết bị gián điệp. Vị trí của Nanda Devi tạo ra hai lợi thế cho người Mỹ: tầm nhìn xa tới miền Tây Trung Quốc và có sự giúp đỡ của Ấn Độ, một quốc gia mà Mỹ vừa hỗ trợ trong cuộc giao tranh biên giới năm 1962 với Trung Quốc trong việc theo dõi các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Trung Quốc. Màn kịch tưởng hay mà hỏng. CIA đã lên một kịch bản mà họ nghĩ là rất cừ khôi cho toàn bộ dự án quan trọng này. Những chi tiết của nó sau đây được nhà văn người Anh Hutch Thompson kể lại trong cuốn Nanda Devi, A Journey to the Last Century, tạm dịch là Nanda Devi, Hành trình đến Thánh địa cuối cùng. Để đánh lạc hướng dư luận là người địa phương, các nhà leo núi Mỹ được yêu cầu giả vờ rằng họ đang tham gia một chương trình độ cao để nghiên cứu tác động của lượng oxy thấp lên cơ thể và sử dụng kem dưỡng da chống nắng của Ấn Độ nhằm làm đen da. Những người khuân vác hành lý hạt nhân được cho biết đó là một kho báu thuộc loại gì đó. Còn những nhà leo núi, theo tạp chí Mỹ Outside, đã được đưa đến Harvey Point, một căn cứ của CIA ở Bắc Carolina, để tham gia khóa học về gián điệp hạt nhân và tâm lý người châu Á. Tháng 10 năm 1965, một nhóm 18 nhà leo núi Ấn Độ và Mỹ thực hiện hành trình. Họ là những người ngoài thể chất tuyệt vời
còn có một bản sơ yếu lý lịch đáng nể. Ví dụ như Robert Chandler, một cậu bé vàng tốt nghiệp Harvard. Người có thể chạy một dặm trong vòng 4 phút một giây và cực kỳ say mê leo núi. Ngoài vận động, chính phủ Mỹ đã đặt vào tay anh $1,000 một tháng, một số tiền rất lớn vào thời điểm đó, để anh tham gia. Robert Chandler và nhóm của mình đã mang thiết bị là một thùng kim loại cỡ lò nướng với 5 cánh tản nhiệt nặng khoảng 57kg, được gắn một anten dài 1,8m cùng các phiến plutonium nặng 5kg, và cũng có nguồn báo như voiceofface.net nói là 24kg để đặt trên đỉnh núi Nanda Devi, đỉnh núi cao thứ hai của Ấn Độ, gần biên giới Ấn Độ-Trung Quốc phía đông bắc. Tàu thám hiểm Kiên Trì Perseverance của NASA di chuyển trên sao Hỏa hoạt động cũng bằng chính loại pin plutonium này. Mục đích của việc đặt các thiết bị này là nó sẽ chặn và truyền tín hiệu vô tuyến từ các vụ thử tên lửa của Trung Quốc về Mỹ. Chiến dịch của CIA tưởng như bước vào hồi kết hoàn hảo thì bị phá vỡ. Một trận bão tuyết dữ dội đã buộc nhóm chuyên gia phải bỏ dở cuộc leo núi khi còn cách đỉnh khoảng 548m. Khuli, trưởng đoàn thám hiểm Ấn Độ, cũng là một nhà leo núi nổi tiếng, đã đưa ra một quyết định định mệnh, buộc các thiết bị và một mỏm đá và bỏ nó lại để tránh phải mang nó lên núi lần thứ hai. Những gì trong món hành trang để lại ấy gồm một anten, hai bộ liên lạc vô tuyến, một bao pin và các phiến plutonium, với hy vọng sau mùa đông sẽ trở lại và đặt cảm biến vào đúng vị trí. Theo Chandler kể lại, thì ngay vào lúc đó anh đã có linh cảm không tốt. Tôi rất phản đối việc bỏ lại thiết bị, nhưng ý kiến của anh không được nghe theo. Và quả như Chandler linh cảm, vào mùa xuân năm sau khi nhóm chuyên gia trở lại núi để tìm thiết bị, thì chúng đã biến mất. Chính xác thì toàn bộ gờ đá buộc nó đã bị một trận tuyết lở lớn cuốn trôi, cắt đứt. Từ năm 1965 đến năm 1968, CIA đã thực hiện tổng cộng 8 hoạt động thực địa trong khu vực nhằm cả tìm kiếm thiết bị đầu tiên và bắt đầu lắp ráp và vận hành một thiết bị khác. Mặc dù cuối cùng đã đạt được một thiết bị plutonium lên Nanda Cốt gần đó, nhưng vẫn không tìm thấy thiết bị thu phát bị mất của mình. Thiết bị được đặt thành công cũng nhanh chóng bị chôn vùi dưới tuyết và ngừng hoạt động nhiều tháng sau đó, không thu được thông tin tình báo hữu ích nào. Hơn nửa thế kỷ sau và sau nhiều cuộc truy tìm, không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với những loại plutonium. Nanda Devi đã bị đóng cửa đối với các cuộc thám hiểm của người nước ngoài cho đến năm 1974 vì lo ngại thiết bị gián điệp sẽ bị tìm thấy và sử dụng. Còn Singh Kohli, người đã ra quyết định mang tính định mệnh năm xưa, kể rằng ông ước lượng plutonium có khối lượng bằng một nửa quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima. Các thành nhiên liệu là hợp chất của hai đồng vị plutonium Pu-238 có chu kỳ bán rã 87 năm và Pu-239 có chu kỳ bán rã là 24.400 năm. Cũng cần biết rằng Pu-239 là đồng vị chính được sử dụng trong kho vũ khí hạt nhân. Có người cho rằng lượng plutonium bị mất có thể đang nằm trong một sông băng, có thể bị nghiền thành bụi, đang lõi về phía đầu của ngọn sông Hằng. Sau này, các nhà khoa học người Nhật Bản là Jun Takada đã ước lượng plutonium là 4 pound. Theo ông, từng ấy là đủ để đe dọa tính mạng của hàng triệu người Ấn Độ nếu bị thải vào nước. Bị lộ và bị buộc tội. Bí mật về việc mất tích các loại plutonium được chôn giấu đến năm 1978 thì bị khui ra bởi tờ Washington Post. Tờ báo này đã đăng tải câu chuyện được báo Inside viết rằng CIA đã thuê những nhà leo núi Mỹ để đặt thiết bị dùng năng lượng hạt nhân trên hai đỉnh của dãy Himalaya nhằm do thám Trung Quốc. Xác nhận cuộc thám hiểm đầu tiên đã kết thúc do mất thiết bị vào năm 1965. Cuộc thám hiểm thứ hai diễn ra 2 năm sau đó và đã thành công một phần. Năm 1967, nỗ lực thứ ba đặt một thiết bị mới trên ngọn núi Nanda Cốt liên kề cao 6.861m đã thành công. Tổng cộng có 14 nhà leo núi Mỹ đã được trả 1.000 USD mỗi tháng để đặt các thiết bị do thám trên dãy Himalaya trong 3 năm. Chưa hết, vào tháng cùng năm 1978, Thủ tướng Ấn Độ tiếp tục gây rúng động khi trước Quốc hội tiết lộ rằng Ấn Độ và Mỹ đã hợp tác ở cấp cao nhất để lắp ráp các thiết bị chạy bằng năng lượng hạt nhân này lên đỉnh Nanda Devi. Sự việc gây choáng váng vì nhiều người Ấn Độ coi Himalaya là vùng đất linh thiêng. Điều phiền lòng nữa là chính phủ Ấn Độ dường như không biết rằng cả hai nhiệm vụ của CIA trên dãy núi Himalaya đều được thực hiện với sự cộng tác trực tiếp của tình báo Ấn Độ. Từ đó, người Ấn Độ bắt đầu lo ngại về thảm họa sẽ giáng xuống họ do những loại plutonium thất lạc kia gây ra.
và những loài ngại ấy thi thoảng được bồi thêm bằng những phát hiện mới. Như vào năm 2005, dấu vết của Plutonium 235 được tìm thấy, hay việc một trong những thành viên nhóm leo núi năm xưa Jim McCarthy khẳng định cả nhóm đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi chất phóng xạ trong thiết bị. Còn bản thân ông bị ung thư tinh quản. Và sự hoảng loạn thực sự đến vào năm 2021 tại một ngôi làng miền núi Rani với 250 hộ gia đình trên dãy Himalaya. Vào tháng 2 năm 2021, một trận lụt lớn khủng khiếp giáng xuống công viên quốc gia Nanda Devi và ngôi làng Rani khiến cho từ 50 đến 200 người thiệt mạng. Các tin đồn xuất hiện rằng các thiết bị đã phát nổ, làm tan băng và gây ra trận đại hồng thủy này. Ngay chính các nhà khoa học tin rằng một đoạn sông băng bị vỡ rơi xuống đất, con đập bị vỡ, nước chảy và cuốn qua các thung lũng tràn xuống hạ lưu là nguyên nhân gây ra lũ lụt ở bang Uttarakhand thuộc dãy Himalaya. Và dù đây có phải là nguyên nhân thực sự hay không, thì nó cũng làm tăng áp lực đối với Hoa Kỳ và Ấn Độ trong việc tìm kiếm các chất phóng xạ trên Nanda Devi, nơi đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Điều kinh khủng hơn ở Trung Quốc. Tất nhiên, nếu thực sự các phỏng đoán trên là sự thật, thì đó sẽ là một kết cục rất đáng lo ngại cho người dân Ấn Độ. Song đó, dù sao Ấn Độ vẫn còn xác suất may mắn để hy vọng rằng điều đó không xảy ra. Còn người Tây Tạng Trung Quốc thì không may mắn như vậy, bởi họ đã thực sự thành nạn nhân của một thảm họa mà tai ương đến từ niềm tự hào hạt nhân của lãnh đạo Trung Quốc mà chúng tôi nói ở đầu chương trình. Vậy thảm họa đó là gì? Chúng ta hãy nghe lời kể của bác sĩ Evan Totti. Ông kể lại rằng vẫn còn nhớ các tuần trời mưa bụi vào mùa hè năm 1973. Khi đó, ông đang học tiểu học ở tỉnh Tân Cương, vùng cực Tây của Trung Quốc, nơi sinh sống chủ yếu của người Duy Ngô Nhĩ, một trong những nhóm dân tộc thiểu số của đất nước. Có 3 ngày, trái đất từ trên trời rơi xuống. Không có gió hay bất kỳ loại bão nào. Bầu trời im lặng đến chết người. Không có mặt trời, không có mặt trăng. Ông nhớ lại. Khi bọn trẻ hỏi chuyện gì đang xảy ra, giáo viên nói với chúng rằng có một cơn bão trên sao Thổ. Cậu nhóc Totti tin lời cô giáo. Mãi nhiều năm sau, ông mới nhận ra đó là bụi phóng xạ bốc lên từ vụ thử nghiệm một quả bom hạt nhân trong tỉnh. Sau 3 thập kỷ, Totti hiện là một bác sĩ y khoa đang tiến hành một cuộc điều tra về một vấn đề mà chính phủ Trung Quốc kiên quyết từ chối thừa nhận. Đó là vài trăm ngàn người có thể đã chết do nhiễm phóng xạ từ ít nhất 40 vụ nổ hạt nhân được thực hiện từ năm 1964 đến năm 1996 tại địa điểm Lập Nùa ở Tân Cương, nằm trên con đường tơ lụa. Gần 20 triệu người cư trú ở Tân Cương và Totti tin rằng họ chịu tác động lâu dài của bức xạ, bao gồm cả những tác động di truyền có thể được di truyền qua nhiều thế hệ. Hiện Totti đã thành lập dự án Lập Nùa tại Đại học Y khoa Sapporo, Nhật Bản cùng với nhà vật lý Jun Takada để đánh giá những hậu quả này. Theo nhà khoa học Jun Takada, ông đã tính toán rằng liệu phóng xạ cao nhất ở Tân Cương vượt qua mức đo được trên nóc lò phản ứng hạt nhân Chernobyl sau khi nó tan chảy vào năm 1986. Hầu hết thiệt hại đối với người dân Tân Cương là do các vụ nổ trong thập niên 1960-1970, làm mưa xuống hỗn hợp chất phóng xạ và cát từ sa mạc xung quanh. Một số là vụ nổ 3 megaton lớn hơn 200 lần so với quả bom thả xuống Hiroshima. Takada đã công bố phát hiện của mình trong một cuốn sách các vụ thử hạt nhân của Trung Quốc, Irioka Gakusa, năm 2009. Ông cũng cho biết rằng ông đã được các nhà khoa học ở Kazakhstan giáp với Tân Cương mời để đánh giá mức độ nguy hiểm từ các cuộc thử nghiệm của Trung Quốc. Ông đã nghĩ ra một mô hình máy tính để ước tính các mô hình bụi phóng xạ bằng cách sử dụng các ghi chép của Liên Xô về kích thước vụ nổ và tốc độ gió cũng như mức độ phóng xạ đo được ở Kazakhstan từ năm 1995 đến năm 2002. Takada không được phép vào Trung Quốc, vì vậy ông đã ngoại suy mô hình của mình và sử dụng thông tin về mật độ dân số ở Tân Cương để ước tính rằng 194.000 người sẽ chết do phơi nhiễm phóng xạ cấp tính. Khoảng 1,2 triệu người nhận liều đủ cao để gây ra bệnh bạch cầu, ung thư và tổn thương thai nhi. Nhà khoa học Takada còn cẩn trọng nói rằng ước tính của tôi là một mức tối thiểu vừa phải. Như vậy đấy, một hậu quả kinh hoàng mà người dân phải gánh chịu để đổi lấy niềm tự hào của chính quyền Trung Quốc. Nhưng biết làm sao khi mà không ít người không thể nhận ra được điều này. Ngay cả đối với bác sĩ Evan Totti, ông cũng từng bị ăn một quả lừa như vậy. Ông kể lại, trớ trêu thầy, khi còn là một thiếu niên, ông đã tự hào rằng tỉnh của mình được chọn để thử nghiệm đánh dấu tiến bộ công nghệ và quân sự của Trung Quốc.
quan điểm của ông chỉ thay đổi khi trở thành bác sĩ và chứng kiến số lượng u lympho ác tính, ung thư phổi, bệnh bạch cầu, rối loạn thoái hóa và những đứa trẻ sinh ra bị dị tật ngày càng nhiều. Nhiều bác sĩ nghi ngờ điều này có liên quan đến các cuộc thử hạt nhân. Nhưng chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì. Totti nhớ lại. Cấp trên của chúng tôi đã cảnh báo chúng tôi không được nghiên cứu. Và bác sĩ này chỉ có thể nói ra sự thật theo đúng lương tâm, kể từ khi ông không còn bị chính quyền Trung Quốc bịt miệng, khi Totti trốn khỏi Trung Quốc đại lục vào năm 1998. Quý khán giả thân mến, bản tin số đặc biệt Bí ẩn thế giới ngày hôm nay của kênh Tin và Show News đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mỗi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Nếu thấy video mang đến một sự trải nghiệm mới cho quý vị thì đừng ngần ngại like và share video đến với nhiều khán giả hơn quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh Tin 360 News. Đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.